Năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh trong toàn tỉnh là 118,6 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Tỷ lệ sinh con thứ ba chiếm 16,2%, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Để nâng cao chất lượng công tác dân số, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tập trung truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh dưới nhiều hình thức, tổ chức ký cam kết không thông báo lựa chọn giới tính thai nhi. Ngành chuyên môn cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các trạm y tế xã, phường không vi phạm về hoạt động siêu âm, chẩn đoán, thông báo giới tính thai nhi trên địa bàn.